À, cái hai là em có một đứa em trai và em muốn là lo cho em trai của em 20 tuổi. 20 tuổi rồi mà tại sao em lại phải nghĩ chuyện phải lo cho em? Em trai của em là từ nhỏ đã không được lanh rồi, không được thông minh như người ta. À, Là em em trai đưa có ở đây không? dạ có kìa. À, cho anh Dạ. gặp em trai chút Đâu? được không? Nhà em thì là bốn anh chị em lận. Em còn một đứa út là 5 tuổi á. Em muốn là bố mẹ em lo cho thằng út. Còn cái em này thì có lẽ là không được lanh thôi nhưng mà vẫn rất là chịu khó làm việc. Thì em muốn là đưa vào đây để mình phát triển bản thân nó hơn nữa. Nên là em sẽ mong là tìm một người bạn trai là cũng sẽ chia sẻ với em được cái vấn đề này. Tôi phải lo phụ với em trai này. Đúng rồi. Em 20 tuổi đang làm gì? Đó là rửa xe ạ. Có học cái nghề gì không? Cũng không ạ. Học từ đó tới lớp mấy? Lớp 8 ạ. Thế lương được không? Cái một ngày làm được bao nhiêu tiền? Chắc tầm sắp xỉ 5 triệu. Ôi dồi, 5 triệu một tháng. Tháng hay một ngày? Ôi trời ơi, tôi tưởng 5 triệu tôi bỏ, tôi làm sửa xe, tôi là sửa xe luôn đi chứ còn gì. Em tưởng nói một tháng chứ. Thế hả, một tháng, thế là cũng có giúp được chị rồi đúng không? Vâng. Có thương chị không? Có ạ. Giờ mong muốn điều gì hả chị? Em mong chị kiếm được một gia đình hạnh phúc. Em nếu mà chị em tìm được em đi cũng không làm trên đây nữa, thì về nhà phụ bố mẹ để chị ở đây chăm lo cho bạn trai toàn ý. Nhưng mà chị lấy chồng rồi ai lo cho em? Thì chắc là bố mẹ em sẽ lo, hoặc là em sẽ cố gắng tự lập bằng mọi cách. Bây giờ em trai thấy mời nhà trai. Ơi, chào em. Rồi, mời đi em. Xin mời nhà gái. Nào, mời bạn trai. Em xin chào tất cả mọi người. Cả trường quay anh Quỳnh Linh và chị Hồng Vân. Em là Nguyễn Trường Giang. Em năm nay 25 tuổi anh. Em đến từ Nam Định. Em làm ở thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà làm công tác ở trên Lâm Đồng. Nghề nghiệp của em là đi công trình. Em là chỉ huy trưởng. Em bạn Trấn Thành hả? Béo hay sao anh? Rồi. Rồi còn em. Dạ chào chị Hồng Vân. Chào anh Quỳnh Linh. Em là Thanh Xoan, hiện tại cũng là 25 tuổi. Hiện tại đang công tác tại quận 7, đang làm trưởng phòng của công ty bất động sản Alio. Bây giờ thì đàn gái cho chúng tôi biết một chút xíu về ưu điểm, khuyết điểm đi. Ưu điểm của em thì chắc là về trong công việc thì em sẽ là hoạt bát, linh động, tự lập, cũng biết nấu ăn. Nhậu cũng là một ưu điểm đúng không ạ? Nhậu được không? Dạ. Mấy lon bia? Chắc khoảng tầm chục. Tầm chục. Chục lon. Wow, em có nghe không em ơi? Có chị ạ. Thế em bao nhiêu lon nào? Hơn bạn một xíu thôi. 12 lon hả hay 15 lon? Tầm 40 lon ạ. 40 lon ạ. Ôi trời ơi. Em thì dân công trình mà bảo không biết nhậu thì cũng trời sẽ ơi, sai. Trời ơi, tôi chết rồi. Gặp tử kỳ rồi. Còn em, ưu điểm khuyết điểm là gì? Ưu điểm của em là người khá là trung hòa mọi thứ, có là không có điểm mạnh gì. Trong công việc thì em là một người xử lý vấn đề tức thời nó tốt. Nhưng mà lại không giỏi cho vấn đề là lập kế hoạch lâu dài. Gọi gì nhỉ? Không chỉn chu cho mặc, có hút thuốc này, có nhậu này, nhiều điểm khác mà em chưa nhớ ra. Thật xấu của em bên đây là gì? Chắc em cũng lề mề. Hẹn mọi người thì em sẽ khoảng là tới sau 30 phút một tiếng. Rất là lề mề, hay nóng tính. Có chút đỉnh nhậu nữa đúng không? Yeah. Có hút thuốc không? Dạ không ạ. Em có mấy mối tình rồi? Em thì có một mối tình, nhưng mà mối tình nó khá lâu, là 10 năm. Nhưng tại sao lại chia tay? Bọn em chia tay, đấy là giai đoạn mà em và bạn ấy bắt đầu ra trường ạ. Hai người xung khắc về chí hướng làm việc, cuộc sống nên dẫn đến chia tay. Đến nay bao lâu rồi? 3 năm. 25 tuổi mà ông 13 năm ông yêu, thế ông yêu từ năm bao nhiêu tuổi? Ông nói tôi nghe xem. Em yêu từ năm cấp 2 chị. Ôi giời. Tôi phải sang tôi nhìn mặt ông tí. Em thưa chị. Sau mối tình đó em có mối tình nào khác nữa không? Không mối tình nào khác chị. Một phần cũng vì công việc, một phần là hồi xưa em yêu thì thấy cuộc đời nó chỉ có một màu thôi. Bây giờ em không yêu nữa thì cuộc sống cảm giác nó muôn màu. Thôi vậy sống đừng yêu đi. Nhưng mà... cho nó có nhiều màu cho nó đẹp. Nhưng mà đến giai đoạn này chẳng hạn như em thấy là em đi suốt đi công trình thì nhậu, toàn ăn và nhậu thôi. Đến lúc mà về nhà chẳng hạn thấy hàng xóm người ta nấu cơm ấy, thì cái cảnh gia đình ấy, thì lúc đấy là cảm giác rất là buồn. Tại vì đi công trình là thường cô đơn một mình mà. Thì lúc đấy em nghĩ là đến lúc giai đoạn mình nên lập gia đình. Rồi bây giờ còn tình trường của em sao nào? Cũng trải qua nhiều. Động lại thì chắc là được 3 mối tình. Lý do tại sao chia tay cả 3 mối tình? Cái người đầu tiên á, thì em nghĩ là chắc là bạn ghen quá. Thì bạn ấy có chút vũ phu. Còn bạn thứ hai á, khi mà về gia đình rồi mới thấy là bạn ấy trong gia đình thì quá là gia trưởng. Sau rồi đến mối tình thứ ba á, thì em thấy là bạn ấy quá là keo á. Keo kiệt bỏ luôn.
Thế em mong muốn cái người bạn trai của em là phải có cái mẫu hình lý tưởng như thế nào? Em mong muốn là bạn trai mình sẽ cao khoảng tầm 1m7, da ngăm ngăm đen cũng được, còn trắng. Đi công trình có ai trắng đâu. Em thấy này chuẩn này đấy. À, em đặc biệt là thích răng, nghĩa là bạn trai em răng phải đẹp. Răng em đẹp không em? Đưa chị xem để kiểm tra coi nào. Oh, rất được. Dạ. Em có gia trưởng không? Một chút gia trưởng. Em có vũ phu không? Không, em thôi. Sợ bạn gái bắt nạt đấy. Em để anh qua kiểm tra nhà gái coi sao. Nhưng mà em trai muốn một mẫu hình lý tưởng của em như thế nào? Là người có tính cách một chút, cá tính một chút ạ. Cá tính nó nhậu đó, 10 lon là cá tính lắm đó. Xinh là được cái tốt nhất, mà không xinh thì cũng xinh. Nói chung là có mẫu hình lý tưởng nào không? Hòa Minzy và cá tính như Hòa Minzy là được. Mẹ em có dặn điều gì khi đi tìm vợ không? Mẹ em bảo là mà vợ mà cá tính mà chị được mày á thì là về nhà là không phải rửa bát, không phải nấu cơm, là mà em làm hết cho. Chị em được hả? Em thôi. Ừ. Đúng rồi. Dạ, chào anh Quyền Linh. Trời ơi. Nó sững sờ liền đấy chưa, sững sờ. Xinh đó. Dạ, đó. Cảm ơn. Rất là điện ảnh cũng nha. Cũng phản phất của Hòa Minzy đó. Lanh lợi lắm á, mạnh mẽ cá tính luôn. Ừ. Lý do tại sao ế? Ở trong cái môi trường, thứ nhất là môi trường của em á thì là trên á thì là các anh sếp thì hầu như là đã có gia đình hết rồi. Còn sau á thì mình nhân viên dưới mình á thì những cái bạn đấy thì còn quá trẻ và em cũng không thích những người trẻ. Anh này có hợp với chị không? Cũng được ạ, anh ấy cũng khá đẹp và cũng thông minh ạ. Em thấy chắc chị hợp với chị hơn. Rồi, cảm ơn em trai. Em đi với ai? Em đi với bạn thân em, cũng từ Bắc ra đây khởi nghiệp với em. Dạ, xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Thấy là bạn nữ rất là xinh gái, như hoa hậu vậy. Wow. Rất là mong là bạn gái cho bạn mình cơ hội và bạn bấm. Cảm ơn em. Bây giờ mình mở rào thôi. Mở rào đi. Mở rào. Em có món quà này tặng anh, thì hiện tại là bây giờ em sẽ tặng cho anh cả cặp. Tại vì nếu như mà tí nữa anh mà bấm nút á thì em sẽ lấy lại một ly. Tại sao lại vậy? Để hy vọng là hai cái ly này sẽ nhanh về cùng chung một nhà. Còn ví dụ anh không bấm nút anh phải tặng em lại cả đúng không? Dạ không, em sẽ tặng anh luôn để anh tìm được một người thích hợp với mình. À thì chắc chắn là... Rồi, để tính sau em. Trời ơi, đẹp quá. Wow, ly đẹp thật anh. Đẹp đấy. Còn em tặng ta gì đó? Cốc thì phải có nước. Đấy, thì mình tặng ly nước cam. Đây thì... rất xin lỗi bạn, tại mình xuống đây nó khá là vội. Dạ, không sao. Nên mình cũng chưa kịp chuẩn bị cái gì. Hy vọng là tối nay mình thể dẫn bạn để tặng quà nặng. Tôi làm bán okay. Với Hòa 7 năm tôi thấy lần đầu tiên tặng ly nước cam. Mình chào bạn. Bạn tên Xoan đúng không ạ? Đúng. Mình cũng khá ấn tượng với... Cái mặt mình già lắm rồi, mình đừng có gọi mình với bạn nữa. Mình gọi anh với lại em đi nhá. Em dạ. Rất là xinh. Em là anh bối rối quá. Em là anh bối rối quá. Cười tươi lên coi Giang, cười tươi lên. Cho cô ấy kiểm tra Giang coi được. Giang anh đẹp không em? Dạ cũng được. Nếu như mà anh đi công tác xa mà khi mà mình hẹn hò thì một tháng anh sẽ sắp xếp cho em được bao nhiêu ngày? Ít nhất là 3 lần, 3 ngày. Còn em trai em thì anh nghĩ là thứ nhất phải để cho em trai em tìm được một cái đam mê mà để phát triển. Chứ còn nhiều khi anh thấy bao bọc quá nó không là cái tốt. Có lẽ anh thấy em còn nói chuyện đỡ run hơn anh. Đấy, nên khả năng là xử lý tình huống của em ý rất là tốt. Chứ không, anh thấy em nói sai. Sai. Dạ, ý là em cũng đang cho em trai em đi làm. Để làm, để biết được là mình phù hợp với công việc gì để tiếp tục. Em có đưa tiền cho vợ được không? Được anh. Em giữ tiền thấy đau đầu quá. Nên khả năng là thôi, ai giữ thì giữ. Mua gì em có cản không? Người ta mua một là cũng vợ đẹp thì cũng là vì mình mà anh. Anh cản làm gì anh? Ừ, hay quá, hay quá. Nào, chúng ta sẽ quyết định trong 3 tiếng đếm. 1 2 3. Hết thời gian. Chúc mừng. Cảm ơn. Chúc mừng đấy. Nào, để nắm tay Thế được đưa bạn được. Tay bạn ấm đấy. Và một điều đầu tiên đó là nụ hôn. Em xin phép anh xin phép em với lại mình được hôn bạn được không? Đấy. Dễ thương lắm. Những chiếc vé xem phim của cùng rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn.
Chúc mừng các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity, trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được 1 năm sử dụng miễn phí nhãn hàng Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò.